lợi rất là nhiều. Thì cụ thể nó như thế nào? Cụ thể thì ở đây mình lấy một cái ví dụ anh chị nha. Ví dụ chỗ này là anh A 30 tuổi, vợ anh A là 28 tuổi. Ở đây thì hai vợ chồng tiết kiệm bằng một hợp đồng thôi, tại vì mình cũng chưa có nhiều lắm, cho nên là ở đây một năm đóng là 32 triệu thôi. Nhưng mà với cái việc tiết kiệm 32 triệu này gửi ở Dai Chi Life thì họ được quyền lợi gì? Được quyền lợi là số tiền bảo hiểm của anh chồng là 1 tỷ nè. Hay là nếu anh chồng mất đi sức khỏe ha, thì công ty sẽ trả cho anh 1 tỷ để anh vẫn có thu nhập nha, vẫn có thu nhập. 1 tỷ thì tương đương với 5 triệu một tháng trọn đời ha. Đó rồi. Bên cạnh đó thì nó có cái thẻ chăm sóc sức khỏe, cái chăm sóc sức khỏe là 1 tỷ nha. Khi nãy như Toàn nói đó là trả toàn bộ chi phí ha, viện phí. Rồi bên cạnh đó thì mỗi ngày nằm viện như vậy thì anh A sẽ được hỗ trợ là 500.000 đồng và tối đa là 500 triệu cho quyền lợi này nha. Rồi bên cạnh đó thì anh chồng còn được cái quyền lợi tai nạn cao cấp 500 triệu đồng. Quyền lợi tai nạn cao cấp 500 triệu đồng là gì? Thí dụ như trường hợp gãy cái tay một tí ha, gãy cái tay một tí thì người ta trả 3%. Như vậy là 3% của 500 triệu thì công ty sẽ trả là gì? Là 15 triệu. Thì cái đó là cái đó mới gãy tay thôi ha, nếu còn có tổn thương cơ thể nội tạng hay là tay chân gì đó, đứt tay đứt chân gì đó mà làm cho chúng ta đứt mất đi đốt hay là ngón vân vân thì người ta cũng sẽ trả theo tỷ lệ. Và cái tổn thương sức khỏe ban đầu do tai nạn thì sẽ ứng với cái tỷ lệ phần trăm. Công ty thì không thể bù đắp được bằng thân thể, nhưng mà công ty sẽ bù đắp cho khách hàng bằng tiền bạc để rồi khách hàng lúc nào cũng có tiền, không phải lo cái nỗi lo về tài chính. Đây là cái văn hóa của công ty đây chị Lai. Bên cạnh đó thì người chồng được bảo vệ 88 bệnh hiểm nghèo, số tiền bảo hiểm là 500 triệu. Thì thưa các anh chị, với cái số tiền bảo hiểm 500 triệu này thì mình mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu được mắc 2 lần thì trả 50% số tiền bảo hiểm là 250 triệu và được phép 2 lần mắc bệnh hiểm nghèo. Còn nếu mà chuyển sang giai đoạn cuối thì trả 100% số tiền bảo hiểm của bệnh hiểm nghèo, như vậy tổng cộng đến 200%. Bên cạnh đó thì người vợ cũng được bảo vệ trên này luôn. Người vợ thì vợ của Na là 28 tuổi thì chị được quyền lợi gì? Chị cũng được một cái thẻ chăm sóc sức khỏe 1 tỷ luôn các anh chị nha, toàn bộ chi phí viện phí như vậy đều được trả ha, đến năm 75 tuổi. Rồi tai nạn cao cấp thì chị cũng được 500 triệu, chọn thì cao cấp được 500 triệu. Và bên cạnh đó thì gì? Bên cạnh đó thì người vợ còn có thêm một cái quyền lợi là hỗ trợ đóng phí. Hỗ trợ đóng phí là như thế nào? Hỗ trợ đóng phí là nếu như mà người chồng, người vợ ha, người vợ không may mất đi sức khỏe, mất đi sức khỏe thì không có làm việc được nữa, chắc chắn là ảnh hưởng đến thu nhập của gia đình này, thì công ty Daiichi sẽ đứng ra đóng phí cho cái hợp đồng là 30 triệu một năm, đóng cho đến khi người vợ đạt 65 tuổi đó. Thì như vậy thì 28 tuổi maximum là được là 37 năm đó anh chị ha, 37 năm. Nếu như mà không may mà mình có gì vấn đề gì về sức khỏe thì cái hợp đồng này đóng như vậy. Thì đó là một cái sản phẩm toàn là một cái minh họa như vậy cho khách hàng, để rồi các anh chị có thể mường tượng ra được như vậy. Thế thì nếu mà